Lan rừng Chu Thảo xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn yêu phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. Hôm nay là ngày 17 tháng 6 và đợt vừa rồi thì thứ bảy và chủ nhật thì do em có công chuyện nên là em không có nghe máy và check inbox được thường xuyên. Nên là rất là nhiều cô chú anh chị có up lên trên kênh và nhắn tin cho Thảo rất là nhiều rằng là tại sao lại không nghe điện thoại hoặc là ba lô. Thì hôm nay bắt đầu từ tối ngày hôm nay và bắt đầu vào đến ngày mai là nhà em sẽ cập nhật rất nhiều mặt hàng mới để phục vụ cho tất cả các cô chú anh chị ạ. Đầu tiên thì em giới thiệu đến cả nhà đây chính là phi điệp vàng ạ. Trời hơi tối nhé cả nhà nhé. Bây giờ đã là 7 giờ rồi nên là trời hơi tối. Đây ạ. Hôm nay nhà em về phi điệp vàng rất là xanh tươi này. Rất xanh tươi vì trời hơi tối này. Ở bên kia thì là Văn Đa Hương Chanh này. Hôm nay nhà em về rất nhiều phi điệp nhá. Đây ạ. Rất nhiều luôn này. Còn đây là dáng hương đuôi cáo này. Thảo xin chào cả nhà nha. Và cô chú anh chị nào mà gọi điện cho Thảo mà không được theo số điện thoại là 0965495087 thì có thể là nhắn tin cho em theo cú pháp là địa chỉ người nhận này và số lượng lan mình muốn lấy nhé cả nhà nhé. Em xin chào anh Cường Thịnh nha. Em xin chào cả nhà. Đây ạ. Hàng rất là nhiều ạ, do bận một chút công chuyện nên là hai ngày hôm nay em không có livestream bán hàng được. Cả nhà cần nhu cầu mua thêm những cái mặt hàng gì thì ngày mai nhé, sáng ngày mai thì em sẽ cập nhật những cái mặt hàng có trong nhà em. Còn hiện tại thì nhà em chỉ có về là phi đập vàng này, dáng hương đuôi cáo này, văn đá hương chanh thôi. Em xin chào anh Kenny Đức Nhã. Em xin chào mọi người. Em xin chào anh Thanh Dược Phạm. Đây ạ, những cái hàng của nhà em về rất là nhiều. Và vì do trời hơi tối nên là em quay như này thì cả nhà sẽ không nhìn thấy được nét là độ tươi của nó. Thì em sẽ hẹn gặp lại cả nhà nhé. Cả nhà vào ngày mai, sáng ngày mai em sẽ cập nhật. Đây ạ, hàng rất là tươi luôn. Còn đang ở trong buộc này, còn chưa lấy ra đây ạ. Thì ngày mai, đúng rồi, Sương Hàn Bạch ơi, đúng là hơi tối ạ. Tại vì là trời hơi tối thật. Bây giờ đã là 7 giờ rồi mà anh. Trời tối lắm ạ. Thì ngày mai nhá, ngày mai em sẽ cập nhật những cái mặt hàng em có để cho tất cả các cô chú anh chị muốn sưu tầm lan gì thì có thể là liên hệ với em nha. Còn bây giờ thì em sẽ hẹn gặp lại cả nhà vào những cái video vào ngày mai ạ. Ngày mai em sẽ lại livestream bán hàng bình thường nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Em chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ, mát mẻ và đừng quên Facebook của em là Chu Thảo và số điện thoại của em là 0965495087 nhé. Phi điệp vàng là 150.000 một cân à anh Thanh Dược Phạm ơi. Hoa phi điệp vàng đẹp lắm à, hôm nay nhà em bán được nhiều phi điệp vàng lắm. Em xin chào anh Lê Quý Ba. Hai trăm mười người đang xem rồi. Cả nhà ơi, 231. Cả nhà xem video của em thì có nhu cầu muốn ủng hộ, muốn sưu tầm cho mình những cây lan đẹp, cây lan khỏe thì ủng hộ em nhá. Nhớ cáo xếp vào ngày mai cho anh nhé. Ok anh ạ. Ngày mai nếu mà về nhiều cáo để trong bao tải này có chưa lấy ra này. Nếu mà ngày mai mà có cáo xếp thì em sẽ gửi cho anh nhá. Em sẽ gửi cho anh một bó ạ. Đây ạ.
Thế nhá cả nhà nhá, em sẽ kết thúc livestream đi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nhá.